Mến chào các anh chị đã đến với kênh Em Ly Cuộc Sống Pháp nha. Chúc anh chị ngày mới vui vẻ và bình an, hạnh phúc bên gia đình nha. Hôm nay là ngày giỗ của ông ba ba mình á. Bây giờ mình ra viếng mộ nè, rồi xong chút nữa gia đình của mình đi xuống chùa để cúng giáp 2 năm của ba ba của mình nha. Đó, bây giờ theo mình ra mộ nè. Theo mình ra mộ của ba ba mình nha. Đây là mộ nè. Của anh đây nè. Em ra tới tới chỗ của ba này nè. Ngày xưa ba chết mắc vì Covid á, cho nên thiêu. Thiêu cho nên trồng bông hồng. Khu đây là trồng bông hồng hết rồi. Khu đây là bông hồng hết rồi. Rồi làm cho. Khu đây là mà nhiều người mắc vì Covid lắm nha. Bây giờ thì gia đình em sẽ đốt cho ba một cây nhang. Rồi xong luôn thì thiêu luôn. Đây thì em đã xuống tới dưới chùa của cả nhà. Ở đây có một cái người ta trồng là mai nè. Mai này giống Việt Nam mai ha. Mã này mai tây. Rồi cái mùa này là mai ở đây nó nở rất là đẹp luôn. Vàng trời chó chang chưa. Quá là tuyệt vời luôn. Còn về phía bên đây là cái khung cảnh nè. Đây là mặt trước ở đây mình vô chùa nha. Một chút con chùa này nó thấy nè. Đây là chánh điện nè. Ở đây là chánh điện. Chánh điện đi vô là chánh điện nè. Xe đậu nè. Bên đây là có cái tượng mới thỉnh tượng Quan Âm về đó. Mới thỉnh được tượng Quan Âm. Mai vàng rồi chỗ anh coi nguyên một hàng cả đẹp dễ sợ mai, chưa. Mùa xuân là mai mai 4 3 3 lá 3 3 3 lá. Rồi ở đâu quá trời luôn. Đó. Bên đây người Tây hay thích, người ta thích trồng mấy loại mai này lắm nha. Bắt đầu là mùa xuân rồi, qua nữa. Qua đi nhau đâm trời. Cái gì ngộ nè cả nhà. Em còn không biết cái này là cái gì luôn. Nó chiếu xuống không? Nè. Nó chiếu xuống nè. Màu trắng là qua anh, qua này mình không biết luôn. Đó, nhìn cái gương mùa xuân có nhiều loại hoa rỡ rất là đẹp nha. Đây là miếng chuông nha má anh chị, chuông này để chuông này đó, nó
có cái chữ nữa nè. Chuông đây là để có chuyện lớn nó mới đánh. Đây là chánh điện nha. Sao tượng Phật. Chánh điện đây là nhảy cái chùa Phổ Hiền đây nè. Xây bằng gỗ mà. Làm bằng gỗ á. Đó, mình đang đi tới nè. Làm bằng gỗ á. Đi tới cái điện thoại nó hơi bị rung. Mình không có kinh nghiệm quay cái này. Ở trong đây là bằng gỗ không à. Làm bằng gỗ hết. Đây là hai cái mỏ. Còn về phía bên đây là những mâm cơm này, là mâm cơm chay nha cả nhà. Trà cúng tại hôm nay là ngày giỗ của bà của mình á, thì ở đây là cúng những mâm cơm chay ở tại chùa luôn. Rồi có bánh, có trái cây. Bánh ngọt thì cũng có bánh ngọt nữa. Đây là tấm hình của ba mình nè, đang để ở tại chùa luôn. Rồi phía bên đây thì đã cũng xong lễ rồi đó cả nhà. Bây giờ sẽ đem xuống rồi sẽ gia đình mình sẽ ăn. Ở đây thì có tàu hũ nè, chả giò. Ở đây là có nhiều loại nấm mà xào với lại tàu hũ. Đây bắt đầu thì ăn nha cả nhà, thì hơi ồn mất cả nhà thông cảm nha. Đây đang kiểu về đây dương chay. Dạ. Hôm nay lấy xương sâm nè, hai tay một cái, làm cách nào một cái thôi. Hầu vợ biết xương sâm. Khó lắm á, hai cái không được, phải làm lại. Đó, cái. Cái số mấy? Số 10. Giờ lại lấy số 10 nha. Số 10 từ số 18, số 32 ở trong đây. Đó là số 10. Số 10. Số 2. Số 3. Số 10. Nắng hè có úa. Nắng hè có úa đãi khô khan. Tốt vừa. Nghe gió đông về dạ mới an. Mưa nhẹ hời sang hoa lá chỗ. Rộn ràng chăm sắc đón xuân sang. Yeah. Đi thi đậu. Thi đậu ăn học có công ăn việc làm. Có công ăn việc làm đúng rồi, thi đậu là không đúng rồi đó nha. Kiện tung hỏa cầu bình được hành. Cầu bình được lành, hôn nhân duyên dáng tốt đẹp. Cầu tài năm phần đều có kết quả. Buôn bán gặp may, gia họ an bình. Số vẽ số 10 thuộc vẽ ngoại tâm, vừa tốt vừa. Đó, bắt đầu xanh xăm xong rồi mình đi ra lại. Ngôi chùa đây lại xây bằng gỗ không đó nha mấy anh chị. Ai, bằng gỗ. Ở trên là bằng gỗ không á. Đây trời còn lạnh đó cả nhà. Trong đây hồ cá thì nó chưa có sen lên mà. Sen nó mới lên ít lắm, nó chưa có sen lên nhiều mà. Ở dưới hồ nước này nè. Cá, nuôi cá dưới đây. Em làm đám giỗ cũng không về, với chùa cũng đã xong rồi. Cũng ăn uống rồi xong xuôi, đó là ai cũng về hết rồi. Em dĩ em kết thúc video nha. Chúc anh chị ngày mới vui vẻ, mình đang hạnh phúc với gia đình nha.
thì em xin một cái like, một cái chia sẻ, một cái đăng ký nha. Hẹn mấy anh chị video tiếp theo. Bye bye.